Hen xin mến chào cô chú đến với kênh là cây kiểng của tôi, thì cũng như là kênh bonsai mini. Thì hôm nay là ngày 7 tháng 4, thì hôm nay con lên cái clip này để giới thiệu và giao lưu cùng cô chú mình, đó là một số cây kiểng bên vườn con hiện tại đang bán ha. Thì cũng cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều. Thì hiện tại ở vườn con có mấy cây linh sam 86 giá rất là mềm nha cô chú anh chị, giá 100.000 cũng có, mà 120 cũng có, 140 cũng có, 150 cũng có. Còn cô chú mình muốn bao ship thì 150 một cây, còn giá không bao ship thì 120, 130. Rất là nhiều cây ha, phôi rất là to, rất là đẹp. Phôi này là phôi linh sam 86 gốc riêng nha, gốc riêng chiết nhánh rồi trồng ở dưới đất á, 2 năm mấy gần 3 năm rồi. Vườn con cắt lại nè, cắt bỏ một đống luôn, cắt lại hành củi vậy ha. Còn những cái phôi này là nó vẫn sống bình thường nha, vườn con bao sống chứ không phải là củi nha cô chú. Về thì cô chú mình khử hết bầu đất ra, nuôi dưỡng bình thường giúp con. Thì trong vòng 2 tuần thì nó sẽ bắt đầu ra chồi non thôi. Con số cây thì nó đâm chồi luôn rồi nè, đâm chồi từ trong cái từ lúc bứng luôn á, rất là mạnh. Mấy phôi này thì mỗi ngày con có lên mã số cụ thể, hoặc là cô chú mình có thể tin tưởng thì con sẽ tự lựa cho cô chú mình ha, hoặc là cô chú mình điện trực tiếp để lựa mấy cái phôi này, giá từ 100 cho đến 150, rất là mềm. Muốn lấy cây giá 100.000 thì cũng có rất là nhiều nha, chứ không phải ít đâu nha cô chú anh chị. Còn ở đây thì con có bán linh sam hạt gạo nè, hôm nay con soạn ra nữa thì gần nguyên cái khúc bên đó rồi. Thì chút nữa con sẽ lên clip cụ thể từng mã số nữa ha. 150 một cây, hai cây là 300.000 bao ship luôn. Những cây này cái gốc nó khá là to của chú anh chị, to cỡ chừng ngón tay cái á trở lên. Và cây thì cây nào cây nấy chi tàn được cắt tỉa nó khá là ok. Đúng anh chị, nhiều cây nó có dáng ba dáng nghiêng gì rất là nhiều kiểu khác nhau. 150 một cây, hai cây là 300 bao ship ha. Còn ở đây con có linh sam siêu hoa nè, 19.000 cây thôi. Thì về cô chú mình có thể là trồng lấy bông, hoặc là mình uống bonsai nhỏ nhỏ mình chơi ha. Cây siêu hoa thì nó ra bông rất là đẹp. Và hiện tại là những cây này vườn con đang bán với giá là 19.000 một cây. Đó, quắn dán quái sẵn hết rồi ha. Nè, vì cô chú mình sửa lại mấy dáng khác vẫn được. 19.000 một cây siêu hoa quấn quái. Ở đây con có linh sam trắng và linh sam hồng nữa. Cây này là cây trắng ha. Đó, mấy cây trắng nè, giá là 35.000 cây. Đây đây, cây trắng thực sự mà nói á, chi tàn của nó rất là ít, nhưng mà một khi cây nó cho hoa thì nó sẽ rất là đẹp. Thì cô chú mình thích hợp uống những cây dáng đổ nha, hoặc là dân nhân thôi. Một khi cái cây trắng nó cho bông nè cô chú anh chị, nhìn nè, nhìn nụ bông của nó mới vừa nú ra nè. Cái nụ á nha, nó chưa có ra hết nữa đó nè, rất là nhiều luôn đúng không. Cây trắng chi tàn của nó rất ít, nhưng mà một khi nó ra hoa thì sẽ rất là đẹp. Không bắt nét được nè, từ ở dưới đây lên nè. Yêu cầu chỗ nào là nó có cái đầu là nó ra hả. Cây trắng nha, 35.000 cây. Còn ở đây con cũng có cây hồng nữa nè. Hồng phấn thì nó cũng ra hoa rất là nhiều luôn. Này, linh sam hồng phấn cũng 35.000 một cây luôn nha cô chú anh chị. Cây nó như thế này ha, mấy cây này là vườn con chiết nhánh thuần chậu hết rồi. Cây này nó cũng chuẩn bị cho hoa nè, mấy cái đầu này là mấy cái đầu hoa không nè. Không bắt nét ta đó. Nói chung là cây hồng phấn cái dạng này nó cũng bông rất là nhiều nha.
vài bữa nữa nó sẽ cho bông rất nhiều luôn, 35.000 cây nè, hồng phấn cũng 35 luôn ha, siêu hoa này cũng 19.000 luôn nè, siêu hoa phôi quái mini 19.000 thôi ha. Thì cô chú mình có nhu cầu mua thì alo, giá rất là rẻ, về mình làm những cây bonsai nhỏ nhỏ mình chơi đó. Rồi ngoài mấy cây linh sam này ra thì con còn cái linh sam 86 loại cây giống ghép tiểu cảnh, thì đây vườn con trồng vô cái chậu rất là to và cái cây nó rất là cao to, thì vườn con đã cắt cục lại ép vô cái chậu nhỏ như thế này và nuôi dưỡng cho chi tàn nó ra như thế này nữa ha. Nó rất là già cây, chi tàn như thế này thì về cô chú mình có thể là ghép tiểu cảnh làm bonsai mini này kia rồi. Rồi con số cây nó già nè, tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất là già đúng không, vườn con nuôi dưỡng ép chậu này kia rồi mà, cây nào cây nấy có rễ bọng đồ hết rồi. Cái này là 29.000 một cây nha cô chú anh chị, 29.000. Rồi vườn con ở đây có là hồng ngọc mai, hồng ngọc mai hiện tại vườn con đang bán và giao lưu với giá là 65.000 một cây nha cô chú anh chị, cây như thế này ha, rất là đẹp. Thì cô chú mình có nhu cầu mua thì alo vườn con, nó 65.000 một cây hồng ngọc mai loại rễ quái đó. Tiếp theo là mấy cây cằn thăng, cằn thăng thì 48.000, 48.000 một cây ha, cây như thế này. Cằn thăng mini nha, 48.000 một cây, cũng để ghép tiểu cảnh luôn. Rồi ở đây thì con có cũng cái dạng cằn thăng nữa, sẵn giới thiệu sam hương ha, lô sam hương này đẹp lắm, đẹp, giá cũng rất là mềm. Mà giới thiệu lô cằn thăng này trước đi. Đây cằn thăng này là cằn thăng củ quái, vườn con hiện tại đang bán là 70.000 một cây, 70.000 ha. Cây thì vườn con quấn quái là nuôi dưỡng trong chậu từ nhỏ cho đến hiện tại là khoảng chừng 3 năm rồi, quấn cũ thì nó rất là lâu lớn, và cây hiện tại vườn con đã nuôi dưỡng nó phát triển rất là mạnh. Nó giá 70, thì cô chú mình có nhu cầu mua thì alo vườn con ha. Ngoài cái dạng cằn thăng nó ra thì con còn cái dạng là sam hương, thì vườn con lên tại vì không có thời gian để nuôi thành phẩm của chú anh chị, chứ quấn quái đồ sẵn hết rồi, thì cô chú mình chỉ cần là đợi thời gian nữa thôi. Giá là 30.000 một cây nha. Sam hương này vườn con quấn nước 2 vậy đó mới giá 30, còn mấy cây quấn nước 1 thì giá có 11.000 kìa. Quấn nước 2 chỉ đợi là nó trên cái đọt này là cắt tỉa hoài là để thành phẩm thôi, ép lá ép bọng rồi hết rồi, thì về cô chú mình chỉ cần đợi cái đọt này nè, đợi nó ra xong rồi bấm, đợi nó ra xong rồi bấm, thì cô chú mình sẽ có một cây mini, siêu mini rất là đẹp nha. Dạng sam hương này là 30.000 một cây, sam hương loại quấn nước 2 nha. Đó. Quấn 2 nước rồi thì cây nó sẽ quái như thế này nè. 30 ha. Rồi thì vườn con đã giới thiệu xong mấy cái cây kiểng bonsai bên vườn con hiện tại đang bán á, thì cô chú mình có nhu cầu mua thì alo vườn con nha. Số điện thoại con để trên tiêu đề. Rồi cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ rất là nhiều.